Mến chào cô chú và anh chị. Cô chú và anh chị nhìn thấy cái món gì đây không? Đây là món bánh xèo tôm. Đó, cho bột vô. Một buổi chiều là mấy trăm cái? Dạ, 4-500 cái đúng rồi. 4-500 cái luôn. Hấp dẫn không? Ai ăn thì xin mời đến đây. Đăng ký ship tận nơi. Đây là thành phẩm của bánh xèo. Và đây là rau, những rau gì đấy? Ăn đấy những tía tô, tím tới, chắc cá chú ơi. Xà lách ria, tía tô, dưa chuột đó. Và nước chấm. Có cả tôm, cả thịt. Đó, đây là gia vị ăn với bánh xèo. Nóng, giòn. Vừa ăn vừa thổi. Cảm ơn cô chú và anh chị, rất mong được cô chú và anh chị ủng hộ đăng ký kênh cũng như chia sẻ cho nhiều người được biết. Ai muốn ăn bánh xèo xin liên hệ với cô chủ quán này theo số điện thoại bao nhiêu? Dạ, 033-636-0150. Xin đọc lại một lần nữa. Dạ, 033-636-0150. Gặp ai? Dạ, gặp Trương. Xin chân thành cảm ơn